Hai anh em, lại là mình đây. Chào mừng anh em quay lại với kênh Ta Cho com. Và trong video này thì mình sẽ trên tay để review cho anh em về một cái ví da cá sấu đến từ cái thương hiệu Kunavik. Đây là cái phần da cá sấu thật nha. Thì mình đặt đây là một cái phần da bụng của cá sấu kết hợp với lại là cái da bò ở bên trong. Cái sản phẩm này mình mua trên Shopee giá là 479.000. Mình thấy trên trang web của Kunavik thì họ bán giá cao hơn. Mình sang trên Shopee thì cái giá nó sẽ rẻ hơn. Thì Kunavik là một trong những cái setup mà họ làm về ví cá sấu khá là sớm ha. Thì mình đặt thì mình sẽ nhận được một cái hộp như vậy. Anh em nào mà chưa biết về cái thương hiệu này thì có thể là tìm hiểu thêm ha. Bây giờ mình sẽ mở ra. Khi mà anh em mua một cái ví á, giá của nó là 479.000 thì anh em sẽ được mua kèm một cái điêu sóc giá 0 đồng là một cái phần móc khóa chân cá sấu như vậy ha. Thì nó sẽ có nhiều màu, anh em thích màu nào thì có lựa chọn. Cái này thì họ cũng có bán trên cái phần shop của họ luôn, giá của nó là 39.000 hay sao á. Thì bên trong mình thì sẽ có một cái chiếc ví như vậy ha, mình sẽ bỏ qua bên, đựng trong một cái túi nhìn nó khá là đẹp. Bên trong thì nó sẽ còn một số giấy tờ nữa, đầu tiên là một cái phần thẻ bảo hành này của hệ thống Kunavik trên toàn quốc. Đây, bảo hành 26 tháng ha. Và một cái phần này là một cái phần giấy chứng nhận da cá sấu ha, Hiệp hội chăn nuôi cá sấu quốc tế này. Cái Nguyễn Minh Đức này là cái ông COO của cái thương hiệu này, và kèm theo đó là đại diện của châu Á vậy nè anh em. Bên đây thì có Hiệp hội chăn nuôi, một cái giấy chứng nhận gồm có mã trang trại và nhà máy sản xuất nè. Và kèm theo đó là một cái phần hóa đơn bán hàng. Thì anh em thấy đây, nó sẽ để về phần da cá sấu là 790.000 nè, và họ giảm như thế nào đấy thì còn khoảng là 479.000 là được ha. Và đây anh em, trên tay mình đang là cái ví cá sấu đến từ cái thương hiệu Kunavik. Thì mình mua cái phiên bản này á, là một cái phiên bản phần dân của bụng da cá sấu. Thì ngoài cái phiên bản phần dân này thì anh em có thể lựa cái phần gù nè, cái phần lưng, hoặc là những cái phần mà đuôi, thì tùy theo cái sở thích của anh em mà anh em có thể lựa chọn. Thì họ chia ra rất là nhiều cái phiên bản đến từ nhiều cái bộ phận của con cá sấu khác nhau. Anh em thích bộ phận nào thì lựa chọn. Còn riêng mình thì mình thích chỉ là sần sù đơn giản như vậy thôi. Tại vì nếu mà gù quá thì mình bỏ trong túi cắn thì mình cũng không thích. Nhưng mình chọn cái phiên bản này thì nhìn thấy nó vừa đẹp nè, vừa nó vừa tối ưu. Còn anh em nào mà thích nó gần ghi hơn thì có thể lựa chọn những cái phiên bản nó gù hơn nhiều. Thì Kunavik á, họ cũng khẳng định đây là một cái sản phẩm da cá sấu thật 100% bằng cách á, là họ sẽ bồi thường 100 triệu cho anh em nếu mà anh em phát hiện đây là một cái sản phẩm da cá sấu giả chứ không phải là da thật. Thì anh em nào mà có tìm hiểu về cái thương hiệu Kunavik này thì anh em biết thì họ cũng sẽ có những cái phần video về cái quy trình sản xuất cũng giống như là những cái trang trại mà họ chăn nuôi, nó khá là rõ ràng và minh bạch ha. Nên mình mua cái sản phẩm đến từ cái setup thương hiệu Việt này thì mình thấy nó cũng rất là yên tâm. Và cái thương hiệu này thì cũng được anh em tin dùng đánh giá khá là nhiều. Thì anh em nhìn đây, trên tay mình đang là một cái ví da cá sấu của Kunavik. Mà cái ví này là cái dạng ví ngang, thì nó sẽ còn một cái dạng nữa là dạng ví đứng. Thì mình thích cái ví ngang hơn, thì nó sẽ bỏ vừa dặn cái túi mình hơn. Kích thước của ví á, là 9.5 x 12 và x 1.5cm. Với kích thước này á, thì mình thấy nó cũng khá là phù hợp để anh em có thể là bỏ được những cái loại giấy tờ, ví dụ như là chứng minh thư hay là bằng lái xe, hoặc là anh em có thể bỏ được những cái thẻ ATM hay là những cái card credit ha. Bên trong á, thì nó sẽ chia thành đó là 3 ngăn chính. Một ngăn chính á, là nó có một cái phần khóa kéo nè, được làm bằng cái chất liệu là da bò. Và ở đây thì nó có một cái phần giải. Phần giải này thì để nó sẽ chống được nước ha. Thì mình thấy cái phần này nó có thể bỏ những cái tờ tiền nó lớn hơn, mệnh giá lớn ha. Và những cái giấy tờ quan trọng đây. Phần móc kéo đây, mình sẽ kéo lại như vậy. Và phần móc kéo này thì mình thử mình kéo á, thì Kunavik họ lựa chọn cái phần móc kéo á, kéo nó có khá là chân chu ha. Nó sẽ không bị delay quá là nhiều. Anh em kéo đi đâu thì nó sẽ đi đó, nó rất là mượt mà nha anh em. Và hai cái phần ngăn phụ này thì anh em có thể là để những cái tiền lẻ hay là anh em bỏ ra một ít tiền về đấy để anh em có thể là sử dụng để mua sắm hay là để chi tiêu hàng ngày. Nói về ba ngăn chính rồi thì bây giờ mình sẽ nói đến những cái phần ngăn phụ. Ngăn phụ thì bên đây nó sẽ có cho anh em tổng cộng là 3 ngăn, và bên đây một ngăn nữa là 4 ngăn phụ ha. Với 4 ngăn phụ này thì anh em có thể nhét được những cái card credit nè, những cái bằng lái xe hay là những cái giấy tờ quan trọng của anh em. Và hai ngăn bên trong đây thì anh em cũng có thể dễ dàng nhét những cái phần giấy tờ mà nó có kích thước lớn hơn. Những cái phần giấy tờ nào mà anh em đã ép rồi thì anh em có thể nhét vào trong cái phần bên đây thì cũng ok. Nó có in thương hiệu của Kunavik để anh em có thể là xem. Đây, Kunavik. Ở đây thì mặt ngoài thì nó sẽ là bằng da cá sấu và mặt trong thì nó sẽ bằng da bò ha. Và khi mà anh em mua cái ví đến từ cái thương hiệu này thì mình thấy họ cũng có một cái cam kết đó là đánh bóng trọn đời cho anh em khi mà anh em đem lại so, hoặc là khi mà anh em sử dụng nó có bị chày xước hoặc là hư hỏng gì đấy, anh em có thể liên hệ trực tiếp với họ để họ hỗ trợ nhận cái ví này bằng cách là anh em gửi qua bưu điện chẳng hạn để họ sửa chữa cho anh em ha.
mình chọn cái phần này thì nó chỉ có hai cái sừng thôi, nhìn nó khá là ok và đẹp luôn. Đây là cái phần đường mai và mũi chỉ của cái phần ví ha. Mình thấy cái độ hoàn thiện của cái đường mai thì mình thấy những anh em, những chị em mà tạo nên cái ví này thì mai cái đường mai nó cũng khá là đều và tốt ha. Vật liệu mà bằng da cá sấu thì thường thường nó sẽ khá là cứng và rất là khó mai, nhưng mà anh em mai như vậy thì mình thấy cũng ok rồi. Một cái ví mà ở cái mức tầm trung khoảng từ 500-700 ngàn như vậy thì mình thấy nó khá là đẹp rồi anh em. Về phần keo nha, thì phần keo dán mình không biết keo tốt hay xấu, nhưng mà mình gõ cho mình thấy nè, phần keo này khi mà họ dán á thì mình thấy phần keo mà mép sát thì nó cũng khá là đều, phần da bên trong thì nó mềm ha, nhưng mà khi mới mua về thì anh em sẽ cảm giác nó không được thơm tho ha, tại vì bằng da động vật mà thì nó sẽ có mùi, nhưng mà khoảng thời gian 1-2 ngày thì nó sẽ hết ha. Với cái thương hiệu Conovic này, ngoài ví ra thì họ còn sản xuất là giày này, hay là những cái sợi dây nịt, hay là những cái phần túi ha, cho cả nam và nữ luôn. Cái sản phẩm này thì khi mà anh em xem thì anh em có thể là mua về tặng cho bản thân hay là tặng cho người nhà. Chị em thì có thể mua về tặng cho anh em, người yêu hay là ba mẹ gì đấy ha. Thì có thể mua về làm quà tặng hay là sử dụng cá nhân thì cũng ok. Về phần link mua cái sản phẩm này hay là về phần link để tham khảo những cái sản phẩm ví khác của Conovic cũng giống như link gian hàng của họ thì mình sẽ để dưới phần mô tả video. Anh em nào quan tâm thì có thể bấm vào tham khảo và mua. Anh em cảm thấy video này hay thì nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh tachaba.com của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em. Bye.